trên đường vào đền thành Cẩm Giả nhá. Bây giờ đường vào tuy là vào trong rừng thôi nhưng mà đường nào cũng đổ bê tông rất là sạch đẹp rồi, không ngày xưa từ ngày xưa còn đá sỏi nhiều. Này rất nhiều rừng núi, đồi núi cho các bạn ngắm đồi núi rất là nhiều. Đấy vào đường đường sắt chạy qua đây. Đây còn là đường đất ở trên làng này. Đi một chắc là phải tầm cỡ 500 mét nữa thì là sẽ đèn. Chào của quân gà. Đây gọi là xóm Vân Long. Đây, zoom lại cho các bạn xem nhé. Đấy. Làng nghề chè truyền thống quân gà, xóm Vân Long, thị trấn Hồng Sơn. Xin kính chào quý khách. Ta đã đến cổng chào nhé. Đèn ở phía xa xa kia. Hôm nay đèn làm lễ giải hạn, dẫn các bạn đi xem nhà đèn đèn làm lễ giải hạn nhá. Chúng ta đã đến đền Khuôn Gà. Đây là đền Khuôn Gà. Cảnh vật rất là những cái cây cối to mát. Đấy. Và trong đền đang làm lễ giải hạn và rất đông. Hình như đang lên đồng. Mời các bạn vào trong đền nhé. Thank you.
thờ thứ phụ đàn khuôn gà.
đâu về có cái này đặt đâu nhà chị Xuyên ở dưới khóa à dưới khóa vàng đằng sau cái này ném được không để vào đây để lên bên nóng à đây là lễ vật cổ đền hóa cho các ngài trứng này trứng giám này. Lễ vật của nhà đền này. Cho từ từ vào nóng lắm nhỉ.